Thưa quý vị, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố Cần Thơ không thực hiện đường hoa xuân như những năm trước, thay vào đó là đường hoa nghệ thuật như đã từng thực hiện vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đường hoa nghệ thuật cũng sẽ có những cụm tiểu cảnh nghệ thuật sắp đặt hoa tươi, đảm bảo tiết kiệm nhưng vẫn tạo địa điểm tham quan cho người dân vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, thành phố đang tập trung nguồn lực để tổ chức các hoạt động quy mô chào mừng 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2023, đầu năm 2024. Dự kiến đường hoa nghệ thuật năm 2023 phục vụ khách tham quan từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão tại khu vực Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.